làm. Tại vì mình như vậy mình đâu có đồ tủ vọng gì đâu, đâu còn cái tủ nào vọng nào mà để vô được. Đâu có. Mình không có bếp ga hả? Không anh ơi. Hả? Bếp ga mắc tiền lắm, không có tiền mua nấu đám cho nó nữa. Trời ơi, để dành nấu đám. Dạ. Nấu để hàng xóm lại hả? Dạ. Ừ. Của các sư cô ở Lâm Đồng Đà Lạt. Và dạ, phần thứ hai là của gia đình anh Vũ, chị Thì ở Thanh Bình Đồng Tháp, 1 triệu nữa là 6 triệu ha. Dạ. Để mình lo việc hậu sự cho chị nè. Bây giờ để cho cô chú hiểu rõ thêm về cái cuộc sống của mình á. Dạ. Thì anh mới nên mình đi vô trong nhà cái ha. Dạ dạ, được dạ, anh, được dạ. Anh nói với em là nhà này là lúc trước người ta cắt từ thiện cho hả? Dạ đúng anh, hồi trước này là từ thiện cho cục Bình Đằng không anh. Dạ đi qua đây. Chỉ là được cái nhà là đó ông ba em còn tiền khả năng ông xây được cái nền không à. Ừ. Chứ thiết bọng người ta cũng cho nữa. Ừ. Đám thấy lặng lẽ ha. Dạ. Lặng. Đám. Giờ nó xuống cấp quá, giờ gặp bọng nó nứt bể hơn. Xe gặp tàu. Dạ. Cái chỗ đó cũng nứt bể hết trơn cả. Dạ. Chỗ để cái nền bây giờ nó cũng nứt bể trơn luôn đó. Chỉ còn được cái bàn thờ thôi hả? Dạ. Đây là cái dách buồn của mình đó hả? Dách buồn bên kia kìa. Mà cái này nó gách giết đầu cái mấy đứa nhỏ nó chơi đó. Cái nó ấy còn bên, trên. Còn bên đây thì đi từ đây dài ra sao á anh? Cái này là gì đây? Này là mấy cái đồ lúc hồi trước nó độ quần áo của nó đó. Và bây giờ mình gộn mình để vô đó gọn ghẻ lại. Ăn nữa mai mốt mình đem đi đốt. Còn quạt gió thì cái đó bữa đó mình đi bệnh viện về. Dạ cái này là vợ em ngủ bên đây là tại vì chị bệnh phải cách ly á. Không có ờ à, đúng rồi, thay vì bệnh của anh để ngủ sớm rồi ngày nay đem cái chổng ra ngoài đó đó để cho vợ em nó nằm ngoài đó rồi tặng liệm xong xuôi mới đem cái sườn này vô, rồi còn mấy miếng giạc á thì mình để ở ngoài đỡ rửa rồi mai mốt mình rửa đó cái mình đem mình ráp lại đi về rồi đi. Dạ. Nhà này thì xây bằng giống như dán ép cũng lâu rồi. Dạ. Gỗ nhà này cũng hình như năm nay nó cũng cỡ 7-8 năm vậy. Đi hẳn ra ngoài sao luôn. Dạ. Ô đồ để vậy đó hả? Dạ. Tại ôi vì trời, mình như vậy mình đâu có đồ tủ vọng gì đâu, đâu còn cái tủ nào vọng nào mà để vô được. Đâu có khả năng mua tủ đâu. Lúc mà chị đi nhập viện là mình được bao nhiêu tiền? Lúc đó thì nó vừa phát bệnh lên thì biết nó để cho nằm ở nhà tới 3 ngày đó. Ừ. Tại không có tiền đi chạy đồ này mượn không có, chạy đồ kia mượn không có, giờ đi lớp giờ đi xin thấy gì người ta cho gần 500 ấm vậy đi xin luôn hả? Dạ ở đây cái bà con thấy vậy đó, có nghe mà trước thấy gì cho 500 rồi cái vòng vòng cái gom cũng được 1,5 triệu để đi giật lại thì có 1,5 triệu trước mắt chứ mình nhập vô thì đó thì cũng còn được 500 để có xe xả rồi ứng tiếp. Cái nhà vệ sinh này là mình xây sao hay sao? Cũng xây cũng một đợt luôn đó anh. Vậy hả? Dạ. Lâu ngày cái cửa của nó như cái dạng như cửa giỏm nên nó bung hết trơn. Không còn cái cửa luôn hả? Dạ còn cái cửa kia là không được đó, mua đó. Mua chỉ gắn như cũng như lúc mình đi cầu rồi để ở đó. Dạ. Này là gặp dụng thôi. Dạ. Trời ơi. Đồ đạc vậy đó hả? Dạ. Tại vì không có tủ để vô. Rồi nấu ăn sao? Thì nấu ăn có cái bếp đó đó anh. Đó. Mình không có bếp ga hả? Không anh ơi. Hả? Bếp ga mắc tiền lắm, không có tiền mua. Mà nhiều khi bấp bên đó anh, rồi mình mà nhiều khi cái lúc mình lo cho nó ăn uống này nọ với đứa nhỏ đồ với vợ nó còn chặn ai đấy. Rồi hàng tháng còn phải bắt đơn thuốc nữa. Thời gian trước á. Dạ. Cuộc sống anh với chị lúc mà còn trẻ đó thì mình làm không có cái khoản dư nào sao? Lúc mà chị bệnh rồi thấy nghe mới nghe anh nói là lúc đó là cũng lo chạy tiền với thì, đi sinh. Thì cái lúc mới bệnh vừa đi cấp cứu chuyến này nè. À. Là nói chung ra thì từ trước tới giờ
lúc mà cưới nó ở 5-6 năm nay với lớp sanh hai đứa nhỏ. Giờ này nọ mặn rồi khi đi coi sanh con bọng đó với tiền vàng cưới rồi hồi lúc đó thì cũng có em cũng có mặn để nhìn giùm mớ để mới cưới đó. Rồi bán bọng ra rồi để sanh con sanh cái. Rồi tới sau này thì nó bệnh tới bên lui nhập viện cũng 2-3 lần, 3-4 lần. Rồi thì biết tiền bạc cũng không còn chứ. Có nghĩa là chị bệnh rồi vừa sanh con á. Dạ. Đứa này đứa 3 tuổi, đứa 4 tuổi, hai đứa nói đuôi nhau. Tiền sữa, tiền tả người làm một mình anh làm đâu có xuể dạ, không? Đúng rồi anh. Nên anh nữ là cứ làm được 300 ngàn đập đứa sữa, đứa tả. Dạ. Rồi mẹ bệnh đó là nữ mỗi đứa cái chút anh. Nữ là thiếu trước hụt sau à. Thậm chí là bây giờ mình còn thấy là không có được cái bếp ga. Là cái nhu cầu tối thiểu nhất mà anh còn không có tiền để mua nữa mà. Nấu củi, ai nấu cơm anh học. Thì được cái nồi cơm điện đó. Thì đợt trước đó, cái nồi kia nó hư rồi mới mua cái nồi đó chừng mấy tháng nay. Nồi đó 250. Thì mặn của đó được 350 ngàn, nó mua cái nồi đó 250 thì còn có 100 ngàn. Mua nồi cơm điện hả? Dạ. Còn cái nó nấu đồ ăn kìa. Thì nấu đồ ăn mà nấu cái bếp củi sao? Nấu, anh nấu hay chị nấu? Dạ nấu, nhiều khi nó nấu có được, có bữa được, có không á. Ừ. Mà mình cũng gác ngăn để ăn, có thích, đang lo mặn để nuôi con, nuôi cái thôi. Thôi. Gạo này của bà con cho hay sao? Dạ, cái này là của chồng sớm thấy ngày nay người ta kêu quyên góp lại để dành mà nấu đám cho nó nữa. Trời ơi! Để dành nấu đám? Dạ. Nấu để hàng xóm lại hả? Dạ. Có ông anh thứ hai, ông cho được 2 bịch gạo, còn nhỏ em có cho được 1 bịch. Người qua lộn qua cái chỗ ngủ bên đó cho tụi em đi được không? Dạ được chứ anh. Thấy. Bên trong này là căn phòng đó hay gì? Đúng rồi, phòng bệnh kia là phòng ngủ của mấy đứa nhỏ. Mà cái này nó lâu ngày đó, nó gặp rồi nó... À cái này hình cưới của anh phải không? Dạ đúng rồi anh, hình cưới ở đó đó anh. Hai phòng ngủ bên này nè. Trời ơi. Đâu còn đâu được cái dĩ giường với cái quạt gió gì rồi đó. Ủa sao đồ đạc đến vậy? Đất tại vì rồi. Đó không có tủ với phần cái chuột nó bự ổ luôn á. Cái này là cái tủ hả? Dạ cái tủ trang điểm hồi đó của nó. Ừ. Tao nói là phải che cái kiến lại. Tối nên che cái kiến lại. Dạ. Kiếm cái mền, cái khăn gì đó anh. Che cái kiến lại. Là nơi này, nơi ngủ của anh với hai bé ha. Dạ. Nó bị dột hay sao anh Hậu? Cái này là thường ngày, ban ngày nó nắng dữ lắm, nó hầm như trong này hầm dữ lắm. Thế gì mình mới đỡ cái này lên cho nó có cái dịu mát lại. Chứ mình ở... Dạ, thì bây giờ là... Nó xuống cấp chậm bên chậm. Bên này chỗ ra ngoài, bên trong dạ. Chỗ ra ngoài luôn. Đi ra trước đi. Quá khổ, chỉ con được cái bàn thờ đó. Đúng đi, dầu luôn còn được cái bàn thờ. Hồi sớm thì em nghe nói là ngày mai phải đi hỏa táng. Hỏa táng chị. Ngày mai đi hỏa táng. Dạ. Hồi chiều tới giờ thì cũng như là bà con cô bác ở đây thì cũng như là thương hoàn cảnh gia đình của anh dạ. Có quyên góp được là bao nhiêu tiền không? Rồi anh có dự tính là ngày mai là mình còn được bao nhiêu tiền để đi thương chuyện không? Nói chung ra giờ em cũng chưa có biết nữa anh. Tại vì bà con qua quyên góp lại cho mình thì nó nói cho mình hay cái vậy đó chứ mình cũng không có biết là bao nhiêu nhưng mà mình cũng không có hỏi. Rồi quả táng là cỡ bao nhiêu tiền vậy anh? Thì nghe nói cũng nghe nói chi phí rồi là cũng mấy triệu bạc gì đó. Anh có biết chính xác số tiền không? Dạ, tại vì không có, em không có dám hỏi. Tại người ta giúp mình là cái đó là mình ăn ơn tay lắm rồi. Nhưng mà cái vậy là có người kỹ đứng ra chịu rồi đúng không? Dạ. Chịu cái chi phí đó rồi đúng không? Dạ. Nên mình không có dám hỏi hả? Dạ, thì tại người ta cho mình hay là mới quá tán như vậy đó. Ừ. Thì mình chỉ biết được vậy thôi chứ mình không có dám hỏi nữa. Ừ. Rồi hiện nay là mình còn được nhiêu? Rồi cô chú ủng hộ được nhiêu rồi?
Hiện giờ túi em thì có chiều giờ nó cho cũng được mấy trăm ngàn đi. Còn chưa, em chưa có thì nó dung ra thì nào ngay có hồi nãy anh gì đó. Anh qua anh cho được 500 ngàn để Đồng Tháp. Dạ. Để mua chiếu vọng để mình coi cúng lại rồi. Anh nói gì đó. Nhờ có mấy anh em mà nãy giờ đây người ta vừa lại chơi rồi đó. Rồi cũng giúp vô cũng được 100, 200 nữa. Ừ. Thì hiện giờ cũng 700, 800 ngàn trong túi. Thời gian tới là còn khó khăn hơn kìa. Dạ đúng rồi. Ví dụ như mà em có được một cái vốn nào đó thì em sẽ tính toán công chuyện, một là mằng ở nhà để mình có thể cái thời gian rảnh rỗi mình để có coi được hai đứa con. Tính dự định làm cái gì? Cũng chưa biết nữa, tại giờ mình không có vốn, không có tính được cái gì chứ. Phải lo đám cho chị trước chứ đã. Dạ, hiện tại giờ lo trước mắt là cho trọn vẹn cái đám rồi mới lo được tới cái kia nữa. Ừ. Chứ còn bây giờ hai ba cái dòm lên cái mình nhức đầu lắm. Thấy cảnh này buồn người quá hay. Dạ. Bây giờ là anh có ước muốn gì không? Dạ, trước tiên em muốn có một khoản tiền nào đó để cho lo cho cái đám cho vợ em nó trọn vẹn. Như phần thứ hai nữa là nó có một số tiền nào đó để em trang trải những ngày sắp tới nữa để lo cho hai cháu. Chỉ em cũng muốn được có nhiều rồi là em hạnh phúc lắm rồi. Hình như là nghe nói là anh ao ước là có tiền sẽ làm cái kim tỉnh cho chị ha. Dạ. Tức là bên cái phần an táng này thì có người là cũng như hỗ trợ về cái quả thiêu rồi ha. Dạ. Có người chiều mới vừa báo cho mình hay á. Còn cái phần kim tỉnh nữa. Còn phần kim tỉnh cũng chưa biết nữa. Ngày mai mấy giờ quả thiêu á? Thì 7 giờ mình đi. Gần đây hả? Ở trong chùa Kỳ Viên, trong Cần Đăng trống. Trở lên xa ở Cần Đăng ở Châu Thành hả? Cần Đăng chút. Dạ. Ngày xa Cần Đăng ha. Dạ. Đây lên đó cũng xa. Đây lên đó. Phải qua một cái phà đúng không? Em nói là một Cần Đăng, hai là Phú Hòa gì đó. Phú Hòa cũng là Châu Thành. Đi qua bên Bắc An Hòa gì đó. Ừ. Sau đó mới... Ô mũi quá rồi. Mình phải qua hai cái phà hả ta? Ô buồn ngủ hả con? Ngủ nè con. Ô ngủ với ba nha. Con nghe. Ba bồng con đưa con ngủ nha. Gà trống nuôi con mà thấy ngậm ngùi ha. Cái này là chỉ là mới một phần. Nhưng mà trong thời gian sắp tới còn rất là lâu mới biết. Chứ hồi trưa á, lúc mà liền nó nói ngủ. Cái cảnh luôn còn vậy thấy nâu nụt không? Rồi ngủ nghe con, ngủ không? Mấy giờ bé mới ngủ? Bây giờ nó buồn ngủ lắm anh ơi. Dạ. Dạ, tại bây giờ nó cũng buồn ngủ luôn. Cũng gán. Nay thì tụi em tranh thủ chạy từ Cà Mau về đây. Dạ. Trước đây em cũng nghe anh thông tin với em rằng là thì bữa đó trị bệnh cách đó một ngày thì anh nói với em là em đang nằm cho dạ. Lầu 8 đó. Thì dạ đúng có rồi. Bà chị cái bên bà nằm cũng sát giường quá mới bà mới biết về anh đó. Cái bà mới cho em biết cái tên của anh, cái em mới bơi bấm vô cái YouTube đó. Cái em lên mới gặp em mới điện anh thử điện một hai cuốc điện thử nhà hên anh cũng bức máy bởi vì anh em mình mới quen biết. Dạ lúc đó tụi em dạ. Đang trên đường đi về Cà Mau có dạ. Việc em đâu có hay đâu. Ngày hôm nay đến đây em với một đồng ở đây trước mắt á. Dạ. Trước tiên là chia buồn cùng với gia đình của mình. Dạ. Cho em gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh ha. Dạ. Mất mát quá lớn.
Và anh hãy luôn là chỗ dựa vững chắc cho hai bé còn lại. Dạ. Và thời gian sắp tới là cũng là một cái thời gian cực kỳ khó khăn đối với anh. Và em mong rằng là anh sẽ cố gắng lao động để cho hai bé được đi học á. Dạ. Được đến trường để khi mà mẹ của các bé ở nơi suối vàng cũng cảm thấy an lòng. Thì em cũng mong ước phải có một số tiền nào đó mình mới làm cái chuyện nhiều công chuyện rồi gần nhà hay ở nhà đó. Cái mình mới quyển chuyển làm cũng như cho con đi học rồi mới được. Đang có đi có rước về rồi chứ đó. Ngày hôm nay em đến đây thay mặt cho nhóm trích tiền quỹ của nhóm các sư cô ở Lâm Đồng, Đà Lạt á. Dạ. Gửi cho mình 5 triệu. Dạ. 2, 3, 4, 5 triệu. Anh cầm giùm em ha. Đây là phần quỹ trích quỹ của nhóm của các sư cô ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Và dạ, phần thứ hai là của gia đình anh Vũ, chị Tì ở Thanh Bình, Đồng Tháp, 1 triệu nữa là 6 triệu ha. Dạ. Để mình lo việc hậu sự cho chị nè. Ừ. Cũng như xây kim tỉnh như anh nói vậy đó. Rồi cũng như là cho các bé ổn định. Và chắc có lẽ là tụi em sẽ cũng theo dõi được, hỗ trợ anh thời gian tiếp theo. Và ừ, tiếp theo thì em gửi giùm anh luôn đi. Gửi giùm anh kênh anh 1 đồng ha. Trong túi anh nè. Ông này giúp ngoài đó, giúp ngoài. Và cái phần tiếp theo đó là của chị em này ở Úc. Dạ, anh đồng nói ha. Chị em này ha. À, nói đi em nói. Anh nói đi. Mời em nói luôn đi, nói luôn đi. Cái phần tiếp theo là chị em này ở Úc hỗ trợ cho anh. Dạ. Lo hậu sự cho chị bao nhiêu anh đồng? 3 triệu. 3 triệu. Em gửi cho anh ha. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Như phần trích quỹ của nhóm sư cô ở Lâm Đồng, Đà Lạt nè. Dạ. Của gia đình anh Vũ, chị Thị ở Thanh Bình, Đồng Tháp nè. Và phần thứ ba là từ kênh anh 1 đồng nữa là chị Annie ở Úc gửi để anh lo hậu sự cho chị ha. Dạ. Vậy cho em gửi lời cảm ơn các anh chị đã giúp hỗ trợ giúp đỡ gia đình em vượt qua cơn khó khăn này. Em rất mong cảm ơn các anh chị. Khóc luôn rồi. Sức còn hơi không biết nói gì hơn đó bây giờ. Anh cầm tiền anh gung gung kìa. Lúc trước là có bao nhiêu đóng viện phí bao nhiêu tiền mà không có phải đi xin. Có 1 triệu quạt mà còn không có. Nhiều khi thiếu vài trăm ngàn mà không có đóng được. Ừ. Tại vì nó nằm trong khoa cấp cứu nặng đó. Ừ. Đóng ít nó không cho đó. Ừ. Ta nói đóng như vậy thì ngày mai cũng phải đóng nữa. Ừ. Bởi vì mình phải gán mình vì vợ mình phải đi. Bữa đó là bồng mấy cháu đi đó vòng vòng thì phải gán nói là giờ có mình kẹt đóng viện phí là 1 triệu bạc thì nhờ cô bác giúp giùm. Cái gì như người ta giúp mình vậy đó. Ừ. À, mình coi ví dụ được cái số tiền khoáng hơn cái thì mình ngưng rồi. À, một lần nữa thì thay mặt cho quý mạnh thường quân, quý nhà hội tâm trong nước ngoài nước, cũng như là thay mặt cho kênh của em là các sư cô ở Lâm Đồng, Đà Lạt, gia đình anh Vũ, chị Thì ở Thanh Bình, Đồng Tháp, và kênh của anh Một Đồng là chị Annie ở Úc, cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh cùng với gia đình. Và chúc anh luôn có một cái sức khỏe dồi dào để mà dạy cho các bé nên người, để khi mà mẹ của các bé nơi suối vàng cũng cảm thấy an lòng. Dạ. Tụi em cũng xin chia buồn cùng gia đình mình ha. Dạ. Thì cho em gửi lại cảm ơn các anh chị hỗ trợ giúp đỡ em. Thôi khuya rồi anh cho các bé vô ngủ nghỉ đi ha. Dạ. Dạ. Rồi. Chào anh. Dạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị mình đồng vương luôn ha. Xin chào và hẹn gặp lại.